Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Satech TV. Các bạn thân mến, thì sau 150 phút thời gian dành cho các đội thiết kế các cái xôi nghệ thuật đã hết ha. Sau đây thì mình sẽ quay một số cái hình ảnh và các cái gọi là sản phẩm xôi nghệ thuật của các đội cho các bạn xem nha. Rồi, mời các bạn cùng xem video nha. Đây các bạn, đây là chữ chào ha. Mỗi đội có tổng cộng 20 đội ha. Mỗi đội sẽ bắt một cái chữ cái ngẫu nhiên. Đội này là bắt ngay chữ chào nha. Đây là của đoàn thanh niên xã Tân Phú Đông ha. Chất liệu cũng hai loại xôi ha. Đây là xôi đậu đen. Ở trên đây là xôi, cái này là xôi gì? Xôi nghệ. Nghệ hả? Xôi nghệ. Xôi đậu đen với xôi nghệ ha. Các bạn này, coi cái này là của đoàn thanh niên đó các bạn. Các bạn thanh niên nhưng mà làm rất là đẹp ha, rất là khéo tay. Đây là cũng của xã Tân Phú Đông nhưng cái này là của phụ nữ nè các bạn. Này là bốc ngay chữ 5 ha. Đây, rất đẹp luôn ha. Sao khoai môn hả chị? À, còn ở ngoài này là làm lá cẩm mình đến hạt sen lên ha. À, rất là đẹp ha các bạn ơi, rất là sáng tạo nha. Này là gấc không chị? À, gấc cái giữa chữ 5 là màu gấc đó các bạn. Ở đây chúng ta thấy nè, ở chữ Việt nè. Ồ, chữ Việt rồi các bạn. Này là có cả cái biểu đồ, bản đồ Việt Nam luôn nha. Đây là của đoàn thanh niên của phường Tân Quy Đông nha. Đây là xôi lá cẩm, nguyên liệu là xôi lá cẩm. Và chúng ta thấy cái chữ màu cam này là của xôi gót ha. Đây màu xanh là của lá dứa nè. Còn cái này có màu vàng đó là đậu xanh nha. Trên trên một cái nền hoa sen rất đẹp ha các bạn. Rồi bên đây chúng ta xem nè. Các bạn xem, các bạn coi cái tác phẩm nào đẹp thì các bạn cho một like nha các bạn. Thưa các bạn, này sản phẩm nào đẹp các bạn để lại bình luận bên dưới nha. Đây là chữ Nam nha. Cái này là cũng của xã Tân Quy Tây. Tân Quy Tây ở đây trang trí ở bên ngoài là bằng xoài ha. Này có rất là phộng lên đó các bạn. Rất đẹp ha. Rồi. Đây là chữ Hòa nè. Cái này là có Hội Phụ Nữ xã Tân Quy Tây ha. Đây, làm ba cái dĩa này rất là màu lên, rất là đẹp nha các bạn. Ủa, cái màu vàng này làm bằng màu gì hả chị? Màu gấc. Cái này là lá cẩm nè, còn hồi cái màu vàng này là gì? Cái màu vàng là nghệ hả? À, rất là nổi nha, lên hình rất đẹp luôn á. Còn đây là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phường 2 nè các bạn. Đây thì chúng ta thấy xôi thì xôi trắng nè, xôi bắp, xôi bắp, xôi bắp. Còn cái giữa cái màu đó là lá màu gấc, còn cái này là lá cẩm. Sao bắt là mình rắc bắp lên đó hả? Thế nấu sao bắp luôn ha. À, rất đẹp nha các bạn. Trong thời gian 150 phút thì mỗi đội sẽ trình bày một cái tác phẩm của mình với những cái chữ cái được bóc trước nha. Đội nào bóc được cái chữ nào mà ít chữ thì khỏe hơn nha, còn nhiều chữ thì làm nó hơi cực hơn chút ha các bạn. Nãy giờ thì mỗi chỗ mình quay đều có một cái chữ hết đó, như đây là có chữ quốc nè ha. Quốc này làm từ lá cẩm nha và màu xanh của lá dứa. Đây quốc, các bạn chấm điểm coi tác phẩm nào đẹp nhất nha các bạn. Đây là tác phẩm của các bạn ở đoàn thanh niên phường 1 nha. Ta thấy có chữ xã,
cái 20 chữ cái thì gồm các chữ như là chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở đây là bắt ngay chữ xã nha các bạn. Bạn này trang trí. Mấy cái này là ăn được không? Dạ được. À, dạ được anh. Rau câu hả gì? À, này là đậu xanh. Không, mấy cái này nè. Dạ đúng rồi, đợt này là đậu xanh. Đậu xanh. Một mà hả? Dạ bộ đậu xanh đúng rồi. Từ một hết đó hả? Dạ. À, nhìn tưởng đâu đồ chơi không ha? À, không có. Hay quá. Nhưng mà ăn được luôn đúng không? Ăn được hết. À. Rất hay, rất đẹp nha các bạn. Rồi. Ở đây là chữ Khánh nè. Cái này là của phụ nữ phường Văn Quy Đông ha. Chữ Khánh. Còn ở đây là của công an thành phố Sa Đéc ha. Sở sầu riêng. Thành phố Sa Đéc bắt ngay chữ Hội. Ở đây có làm cái logo của công an nữa ha. Đây là cờ đỏ sao vàng. Rất đẹp nha. Rồi, chúng ta tiếp tục qua tác phẩm bên đây. Đây là câu hỏi Liên hiệp Phụ nữ phường 4 nè các bạn. Cái này soi nếp thang. Quay cho đẹp đó Nghĩa. Còn cái màu màu vàng này là bằng gì chị? Gót. Gót à? À. Ôi. Mấy cái hoa hồng này là mình làm bằng cái gì? Hoa hồng bằng gì? Sô-cô-la hả? Sô-cô-la nấu chảy. À. Nấu chảy xong rồi. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Đẹp quá. Cái màu lát. Cái xôi này là bằng nó nếp than, nó màu đen mà trang trí lên rất là nổi luôn. Rồi bên đây. Đây là chữ Nghĩa. Chữ Nghĩa. Cái này của đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 4 nha. Đây. Cái đó là rau câu. Cái chữ ngoài là làm bằng rau câu nha các bạn. Nhưng chứ mấy cái hoa, mấy cái bông này là bằng rau củ. Rau câu luôn hả? Ồ, hay dữ vậy. Tất cả lá đều rau câu hết á hả? À, hồi nhìn cái màu tưởng nó rau củ tỉa ra không chứ. Đẹp. Còn ở đây là ở phường 3 này các bạn, cái này của phường 3 nè. Phường 3 là chữ niệm nha, cái này chữ niệm. Màu xanh với màu lá cẩm nha. Ồ, mấy cái bông này đính mấy cái hạt này vô cũng thấy rất là bắt mắt ha. Nói chung là rất là khéo léo nha, cái này là còn phụ nữ và phối hợp với thanh niên ha. Chúng ta thấy là ngoài các chị em phụ nữ khéo tay ra thì các bạn đoàn viên thanh niên cũng khéo tay không kém nha. Cái tác phẩm được làm rất là đẹp nha. Đây là hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1. Ồ, mấy cái hạt bò đậu to này là đậu gì vậy chị? Đậu ngự. Đậu ngự ha. À, xôi đậu ngự. Tức là mình bắt thăm là bắt quy định loại xôi với cái chữ luôn. À. À, cái chữ cộng và loại xôi là xôi đậu ngự. Dạ, giám khảo ở lại này. À, rất là đẹp nha. Rồi. Sao qua bên đây. Bên đây thì có hội Liên hiệp Phụ nữ chợ ha, chợ để bắt ngay giải số ha. Số 2 tháng 9 năm 1945. Chợ thì làm khá đơn giản. Ừ. Đây chúng ta thấy của đơn vị đoàn phường An Hòa, các bạn đoàn viên thanh niên phường An Hòa bắt ngay số 78 nha. Có hình biểu đồ xôi là xôi đậu phộng ha. Các bạn cũng trang trí các loại xôi màu các màu vòng vòng rất là đẹp nha. Đây là của phường An Hòa, này là thi xôi mặn nha. À. Số mặn này là mình làm đẹp quá. Cái gì với cái gì trong đây chị? Hả? Cái gì với cái gì trong đây? Số mặn là trà bông với lại lạp xưởng. À, trứng cút. Trà bông, lạp xưởng. Ừ. Cái màu này là từ cái gì? À, trái gấc. Cái trái màu gốc. Đỏ thì trái gấc. À. Còn màu trắng là sao gì? Trắng là sao trắng thường hả? Dạ, sao trắng không? Cái đó là tự làm luôn. À, cái đó chị trang trí bông hoa, trái cây rồi thấy rất đẹp á.
ở đây nè em thấy là nước chấm nước sốt đây ăn với xôi à? Ăn với xôi à, ăn với xôi mặn đúng không? Dạ yeah. Rất là hay, rất đẹp ha. Chị uống nước đi, giờ mình rửa xôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua những đơn vị còn lại, chỉ còn mấy đơn vị nữa thôi nha các bạn. Và bên đây trước đi ha, đó ban giám khảo đang chấm rồi. Ở đây là của sở Tân Khánh Đông ha. Sở Tân Khánh Đông là này là chữ kỹ ha. Trái tim. Số này là số gì vậy cưng? Đậu gì? Đậu đỏ hả? Số đậu đỏ đúng không? À đậu đỏ ở đây mình thấy có nguyên liệu là có đậu phộng, là có cơm dừa nữa ha. Màu xanh này là sử dụng cái gì đấy? Màu xanh này lá dứa hả? À lá dứa. Lá dứa đây là chữ kỹ nha các bạn. Mình thấy cũng nổi ha. À, cũng được. Chúng rất là khéo tay và rất là sáng tạo ha. Ồ, này là xôi, xôi gì? Xôi gà hả? Xôi gà, hình mấy con gì đây? Mấy con này mấy con gì? Hả? Mấy con gà hả? À, bên đây là mấy cụ thịt gà đúng không? À, này là bóc ra cho mừng. Nhìn đóng ra ăn gà. Để bác giám khảo lại coi nhìn ra không chứ con nhìn đúng ra rồi đó. Đây là xôi mặn nha các bạn. Xôi mặn này thịt gà, là thịt gà đem làm cái tổ á. Cái tổ cho hai con gà ha. Đây là cái giải chữ nè các bạn. Giải số ha, cái này của phường 3 nha. Phường 3 bắt ngày giải số ha. Đây, các bạn thanh niên quận 3 nè, mấy người làm nên tác phẩm này ha. Rồi, cơ bản là mình đã giới thiệu đến các bạn những cái hình ảnh thành phẩm của 20 đội thi. Mỗi đội có một cái sự sáng tạo khác nhau ha, và một cái chữ cái khác nhau, mang đến những cái sắc màu khác nhau cho cái cuộc thi ha. Rất là hay và rất là thú vị nha. Theo các bạn thì nãy giờ cái hình nào, chữ nào đẹp nhất, các bạn có thể bình luận phía bên dưới ha. Các bạn có thể chấm điểm xem coi cái quan điểm của các bạn có giống với ban giám khảo không ha. Nãy giờ mình đã quay hết 20 đội đó. Theo các bạn thì đội nào đẹp nhất, các bạn để lại bình luận phía dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Rồi đây nha các bạn, đây là 20 tác phẩm đã được sắp theo thứ tự ha. Chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2023 nha các bạn. Đây 20 tác phẩm ha, của 20 đội thi ha. Cái này đang được trưng bày tại khu vực cổng A Võ Hoa của công viên Sa Đéc nè, để phục vụ khách tham quan ha, phục vụ khách tham quan chụp ảnh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.